là môn thể thao du nhập từ nước ngoài, nhưng gần đây pickleball đã trở nên nổi tiếng và thu hút rất nhiều người dân Hà Nội tham gia. Đặc biệt là vào dịp hè, nhiều gia đình, nhóm bạn bè đã cùng nhau đến các sân bóng để luyện tập môn thể thao hấp dẫn này, một cách thư giãn mới mẻ trong nhịp sống hối hả của đô thị. Đi, ra. Đi thôi. Mùa hè năm nay, hầu như tuần nào gia đình anh Thái Hà và chị Vân Trang cũng đến sân bóng pickleball để luyện tập. Không chỉ anh chị đam mê với bộ môn thể thao mới mẻ này, mà những đứa trẻ cũng rất hào hứng tham gia cùng với bố mẹ. Ra chỗ có máy này con. Rồi con để đây như này. Rồi. Nào, mình khởi động đi con. Rồi, Linh Chi chuyển sang sân bên này cho bố. Rồi. Xoay mông, xoay mông, xoay mông. Quay ra. Giống chị, giống chị kìa con kìa. Bên là giống chị nào? OK. Rồi. Nào Linh Chi phát nào. Đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của những người yêu thích môn thể thao này, nhiều sân chơi bóng pickleball đã được xây dựng mới như sân bóng này. Các thời gian trong ngày, sân bóng luôn kín lịch đã được đặt từ trước. OK. Rồi tập trung vào con. Rồi. Có tìm hiểu qua mạng xã hội, lẫn truyền thông rồi trên TV đưa. Thì mình thấy cái bộ môn này nó nhẹ nhàng, nó khá phù hợp với cả gia đình mình. Mà nhất là vợ mình rồi các con ở nhà. Nên mình đã lựa chọn cái bộ môn này để có thể đưa cả gia đình mình ra sân được. Có thể trao đổi được, chơi được với nhau. Nó cũng là một cái sự gắn kết. Thì một tuần mình đang tham gia là 2 cho đến 3 buổi trên một tuần. Mình chơi vào buổi sáng sớm với cả buổi chiều mát. Mình đã trải qua thể thao rồi thì cũng khá là nhanh thôi, cũng dễ tiếp cận. Còn với vợ mình thì mình cũng có đăng ký qua những người thầy đã biết chơi tennis và hướng dẫn sang cái bộ môn pickleball này thì khoảng rơi khoảng tầm độ 10 buổi. Còn đối với các cháu thì cũng nhanh nhẹn hơn, khoảng tầm độ 15 buổi là các cháu đã có thể giao lưu được với nhau và chơi với cả cùng bố mẹ và gia đình rồi. OK, nào chạy đi, đúng rồi. Gia đình mình thì chồng mình là người khởi xướng đầu tiên để cho cả nhà cùng chơi. Trước đây mình có chơi bộ môn tennis, nhưng mà sau một thời gian thì mình lại cảm thấy môn đấy nó quá sức với mình, nó hơi nặng. Thì mình mới chuyển sang bộ môn pickleball. Thì mình thấy bộ môn này rất là nhẹ nhàng và dễ chơi và không cần phải mất quá nhiều sức lực để như cái bộ môn tennis lần trước mình chơi. Và trong cái mùa hè này thì gia đình mình thì các con cũng được nghỉ hè, cho nên là sau khi mà đi làm xong thì buổi chiều đón con ra sân, sau đó chơi cả nhà chơi với nhau. Đẩy dài. Rồi. Rồi. Linh Chi. Rồi, không sao. Lại nhá, lại này. Rồi, bên này. Lại. Rồi, Linh Chi xuống phát một quả đi con. Còn cứ phát đi. Đấy. Rồi. Bên. Rồi. Rồi. Hay. Được. Đứng sang bên của con mẹ đi. Mẹ này. Bên này. Ái yeah. Đây bố mở cho. Bên hôm nay là tốt hơn với cả mấy buổi trước rồi ấy nhỉ? Đúng không? Giỏi, bên đánh ok đấy. Bên nhưng mà, tốt đấy. Nhưng mà chị Linh Chi là cũng khác rồi đấy. Ừ. Đúng không Linh Chi, đúng không con? Con thích chơi môn này không? Chơi tốt lên một tí nữa, xong rồi hôm sau xong bố hướng dẫn cho nhiều cái quả hay hơn nhá. Để con chơi nhá. Được không? Thế buổi sau nhà mình lại tiếp tục đi tiếp nhá. À, con có thích không? Ông Lương Mạnh Hiền ở phường Phú Thượng là người chơi khá nhiều môn thể thao. Thế nhưng gần đây, ông đã chuyển sang chơi pickleball vì thấy phù hợp với tuổi tác của mình hơn so với các môn thể thao trước đây. Anh ơi, hôm nay anh em mình đi thẳng nhá. Anh đi thẳng xong tí nữa em bắn anh bắn lưới nhá. Mình tí nữa bắn lưới. OK anh.
Trước thì mình cũng chơi các môn thể thao, từ hồi nhỏ thì chơi bóng bàn, cầu lông. Sau có tuổi thì chơi golf, xong là chơi tennis. Nhưng mà đến bây giờ có tuổi rồi thì mình bắt đầu sang chơi cái môn này. Thì nhìn mới đầu nó rất là đơn giản, mà trông nó không có cái gì là vui mắt cả. Thế nhưng mà rồi từ tự nhiên đánh, tự nhiên để thấy và nó cũng hay của nó. Thế nhưng cái môn này nó có một cái đặc biệt là chơi thì nó rất dễ, nhưng mà để mà đánh hay nhá, thì để mà đánh hay ấy, mà đánh để mà đánh 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 mang tính chất cơ bản ấy nhá, là cũng đều phải luyện mới tập hết, đều phải có huấn luyện viên hết. Vừa rồi tôi đi cái chuyến xuyên Việt đấy, tôi có mang đồ đi, nhưng rất may là tôi mang đồ đi, nhưng mà mình đi thì lại đi theo đoàn, đâm ra là tối tôi mới đến giao lưu được. Thế thì cả chuyến đi được đánh được mỗi một hôm thôi, còn mình đi mình bứt rứt lắm, không chịu được, mà nghỉ một tuần nhá thì cảm thấy, nói thật sự với bạn chứ, khó, cảm thấy không chịu được. Cái này nó như là nó nhớ ở đây là vì là mình chơi thể thao nhiều. Có người ta có những cái niềm vui khác, người ta thích hội hè, bia rượu, bạn bè, nhưng mà đã chơi môn này thì mình bỏ được cái kia đi nhiều, đâm ra lại tăng cường cái sức khỏe. Anh Nguyễn Văn Lưu là huấn luyện viên của môn pickleball. Lịch huấn luyện của anh luôn dày đặc từ sáng đến tối, nhất là trong dịp hè này. Ok, cứ từ từ, dần dần nó sẽ quen. Ở động tác đinh trái ấy, thì thứ nhất vợt cầm nhá. Vợt thì em cầm về số 2. Trên cạnh vợt này nó có 8 số. Số 1, số 2 và số 3, số 4, số 5, số 6, số 8. Thì em cầm vợt số 2, bẻ cổ tay. Đúng rồi, em bẻ cổ tay nhá. Bóng sang trái, bước chân trái sang trái, hạ trọng tâm nhá, trọng tâm dồn vào chân trái. Vợt bẻ, nằm sát đất, sau đó chúng ta đẩy. Động tác từ dưới sang ngang lên trên. Mặt vợt có xu hướng là chéo, chếch chéo, chứ không thẳng như này em nhá. Đúng rồi, chắc chéo này. Vì sao động tác này phải như thế? Để chúng ta thủ. Có những ví dụ đối phương đánh sang, mình có thể mình thủ, mình phản. Đúng rồi, mình phản. Đấy, mình thực hiện mình phản. Đó, bây giờ em thực hiện nhá. Nào, cố gắng thực hiện cho anh nào. Một số 2. Rồi. Tốt. Đấy, cái quả đấy siêu khó luôn đấy. À, vì sao cái môn này nó lại được đón nhận một cách rất là mở ở tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận, cũng như là các cái thành phố lớn, ví dụ như là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và đấy, bây giờ là các tỉnh đấy, ở phía miền Bắc cũng như miền Nam đang phát triển rất mạnh. Vì sao cái năng lực đào trò như thế? Thứ nhất, cái đầu tiên đó là cái tiếp cận cái môn này, chơi nó rất dễ, chuẩn luôn. Đó, người chơi được với nhau chỉ cần một cái sân trên bề mặt, bất cứ một cái sân nào, chỉ mặt là mặt nhẵn đó, chứ không nhất thiết là phải sân quy chuẩn. Đây là những cái sân quy chuẩn rồi, đây là những cái sân quy chuẩn thì mình không nói, nhưng kể cả chơi ở ngoài vỉa hè, những công viên cũng có thể, mọi người cũng có thể chơi được đó. Nên chính vì thế mà nó được tiếp nhận một cách rất tốt đó, tiếp cận một cách nghĩa là mọi người tìm đến chơi rất là hăng say và đam mê. Các bạn ra sân tập xong thì thường thường là phải những cái áo các bạn mặc trên người nó phải thay 2-3 cái áo, và mồ hôi thì rất là nhiều, thì qua đó nó được lo rất là tốt đó. Vì thế mà thủ đô Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh, mọi người tìm đến cái môn này bây giờ hiện tại nó gọi là hot trend. Tốt lắm. Để số 2 là chuẩn hơn. Hiện tại các cái cung giờ chơi thường thường là người ta sau cái giờ là cửa công sở về, nghỉ công sở về, sau đó thì mọi người ra sân tầm từ khoảng bắt đầu từ 5 giờ chiều, 5 rưỡi trở ra, 5 giờ rưỡi trở ra cho đến tầm khoảng 10 rưỡi, 11 giờ. Còn những có những thời điểm mà các bạn ấy chơi, các bạn ấy cuốn hút quá mà có thể chơi đến 12 giờ kém, nghĩa là các bạn ấy vẫn chơi vì nó bị cuốn hút quá, thì là người ta thường là thuê cố định theo quý để người ta tập hàng ngày đấy, là một tuần. Có những một tòa gia đình tập một tuần 3 buổi, có những gia đình tập một tuần 2 buổi, gồm bố mẹ con cái, gia đình trong các thành viên trong gia đình đến tập. Tại thì mình thấy là chơi môn này theo đúng đam mê đấy, nó vận động được toàn thân mà rất là nhẹ nhàng, dễ tiếp xúc. Một tuần thì mình tập khá nhiều, 3 buổi thì mình sẽ tập với cả thầy, riêng cả thầy, và 4 buổi mình sẽ sinh hoạt với các câu lạc bộ của mình.
chơi pickleball đã trở thành một trào lưu mới trong hoạt động thể dục thể thao của người dân Hà Nội mùa hè này. Với sự thoải mái trong cách chơi và địa điểm chơi, pickleball đang trở thành lựa chọn không thể thiếu của nhiều người Hà Nội mỗi ngày. Em biết đến cái bộ môn pickleball này đến bây giờ là được khoảng 2 tháng. Em sau những ngày mà em đi làm việc và đi học về thì em có rủ em bạn em và một số thầy cô và người em của em chơi bộ môn này. Thì không nhất thiết là mình phải chơi trên sân hoặc là mình phải ra sân chơi làm gì. Mình có thể ra sân hoặc là ra công viên hoặc là ra chỗ nào mà thể là vắng người hoặc một sân sau nhà của mình chơi cũng được. Thì thấy bộ môn này nó cũng khá là hay, khá là thú vị, chơi cũng xả stress. Bộ môn này rất dễ chơi ạ. Vâng, mỗi lần em đi làm về stress các thứ thì em hay tự tập ở nhà, là em tự đánh vào tường hoặc là em sẽ xuống sân nhà dưới em, thì không cần, mình không cần phải ra sân, mình chỉ cần một mặt đường bằng phẳng thôi để mình chơi ạ. Theo cái lịch trình của nhà mình thì nhà mình vẫn cố gắng sẽ duy trì một tuần 2 buổi để có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Ta thì chơi thể thao thì bộ môn nào cũng thế, đều là để giúp mình xả stress hết. Quan trọng là mình đam mê nó đến nào thôi. Còn mình thì ví dụ như một ngày không chơi là cũng buồn buồn, cũng phải gọi người lọ người kia đi chơi.